chủ chung cư mini đối diện mức án nào sau vụ cháy làm 56 người không qua khỏi. Chiều ngày 13 tháng 9, ông Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, chủ chung cư mini xảy ra hỏa hoạn khiến 56 người không qua khỏi, 37 người bị thương, đã bị Công an Hà Nội bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó khoảng 23 giờ 22 phút ngày 12 tháng 9, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng một tum có nhiều người mắc kẹt bên trong. Công an thành phố Hà Nội đã điều động Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và đội chữa cháy học tập thuộc Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cùng 15 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ cảnh sát khẩn trương tới hiện trường, phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến 0 giờ 15 phút ngày 13 tháng 9, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở ngành thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích, việc vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy là tội xâm phạm tới các quy định của nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, cháy nổ còn có thể gây ra thiệt hại về người và tài sản của cơ quan tổ chức cá nhân. Theo quy định, nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 mét khối trở lên, nhà hỗn hợp cao từ 7 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 mét khối trở lên thì chủ sở hữu chung cư đó phải xin giấy phép phòng cháy chữa cháy. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã xác định chủ chung cư không thực hiện việc xin cấp phép phòng cháy chữa cháy và cũng không có phương án phòng chống cháy nổ để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho những người đang ở trong khu chung cư. Do đó, hậu quả xảy ra tới đâu thì chủ chung cư phải chịu trách nhiệm tương ứng theo quy định của pháp luật. Chủ chung cư đã không thực hiện những quy định của nhà nước về phòng cháy chữa cháy nên khi xảy ra cháy đã không có phương án cứu chữa, hậu quả làm cho 56 người không qua khỏi, 37 người bị thương và thiệt hại về vật chất sẽ được cơ quan chuyên môn định giá thiệt hại thì chủ chung cư đã phạm tội, tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 3, điều 313 Bộ luật hình sự, khung hình phạt tù từ 7 năm tới 12 năm. Ngoài ra đối tượng còn phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình các nạn nhân về tính mạng và tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự. Thưa quý vị, vụ cháy tại chung cư mini đã gây thương vong rất lớn. Hiện các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đang nỗ lực cao độ để cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân. Ngành y tế đánh giá đây là trường hợp cấp cứu thảm họa, vì thế các bệnh viện phải theo dõi sát bệnh nhân. Đáng chú ý, đa phần các nạn nhân bị ngộ độc khí cháy hoặc chấn thương do nhảy từ trên cao xuống để thoát nạn. Các nạn nhân có thể xuất hiện thêm các tổn thương trong những ngày tiếp theo, do đó các cơ sở y tế cần tập trung theo dõi sát sao. Tôi đang có mặt tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây thì đang điều trị và cấp cứu cho 8 trường hợp bệnh nhân. Trong vụ cháy ngày hôm qua tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai là tiếp nhận số lượng bệnh nhân lớn nhất với 26 bệnh nhân, trong đó có 2 bệnh nhân tử vong trên đường đến viện. Và hiện tại bệnh viện đang theo dõi điều trị cho 24 bệnh nhân. Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp ngộ độc khí CO hàng loạt. Tất cả các bệnh nhân đều phải làm xét nghiệm CO, ngay cả những bệnh nhân tỉnh. Các bác sĩ đánh giá những trường hợp bệnh nhân này cần phải theo dõi sát bởi khả năng chuyển nặng trong những ngày sắp tới. Theo đó, ngay trong đêm, Bệnh viện Bạch Mai đã tăng cường lực lượng, chỉ đạo toàn bộ hệ thống hồi sức cấp cứu, chấn thương, nhi khoa vào cuộc. Hiện bệnh viện đang điều trị cấp cứu cho 7 nạn nhân trẻ nhỏ và 17 người lớn, 4 nạn nhân nặng phải thở máy, ngộ độc khí CO, sốc, đa chấn thương. Trong đó có một nạn nhân là nữ bác sĩ của bệnh viện. Sáng nay 13 tháng 9, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã chủ trì hội chẩn với 20 chuyên gia ở các chuyên khoa khác nhau trong bệnh viện để ra soát từng bệnh nhân, để phân loại và đưa ra phương án điều trị chi tiết cho từng trường hợp. Hiện bệnh viện đã tổng lực toàn bộ lực lượng, trang thiết bị vật tư, thuốc đảm bảo đủ để chăm sóc điều trị cho người bệnh. Các nạn nhân này không phải chỉ có ngộ độc khí mà các nạn nhân còn phối hợp với các cái chấn thương kèm theo, bởi vì nạn nhân hoảng loạn và chạy và nhảy xuống từ trên cao xuống. Do vậy thì đi kèm với ngộ độc khí là bệnh nhân có đa chấn thương. Chúng tôi nhận định đây có thể còn xuất hiện các cái tổn thương kèm theo và sau này, ví dụ như là những cái chấn thương kín và sau này bệnh nhân mới bộc lộ. Do vậy thì bệnh viện đang rà soát từng bệnh nhân.
Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai hiện đang điều trị cho 7 trẻ, trong đó bệnh nhân nhỏ nhất là 8 tháng tuổi, lớn nhất là 10 tuổi. Gia đình này có 2 bé cùng đang điều trị tại đây. Tuy nhiên, người chăm sóc các bé lại không phải là bố mẹ mà là bà. Gia đình sống ở tầng 4, nhà có 3 con thì 2 bé và bố mẹ đã thoát nạn. Còn một bé hiện vẫn chưa tìm được và rất nhiều gia đình đang điều trị tại đây đều chung hoàn cảnh như vậy. Cái thằng này thì thấy bố nó bảo là cho vào xô xong rồi cho xuống. Thế còn đứa kia thì cũng lại theo với người cứu trợ ấy xuống. Thế thôi xong rồi mẹ nó xuống, xong bố nó xuống còn đâu. Đứa chị thì đi lạc mất lên trên tầng chắc thế. Thì hai đứa này thì ổn định rồi. Khỏe rồi, ổn định rồi. Đứa cháu đâu chưa tìm thấy. Bố là bế con này còn lòng nhảy từ trên tầng 3 nhảy xuống. Thế mẹ cũng nhảy từ trên tầng 3 nhảy xuống, nhưng còn mẹ thì là coi bố trí cho hai cháu này, một đứa lớn một đứa bé, là cho đi lên sân thượng với các chú. Đấy, thì bây giờ hiện tại là bây giờ mới tìm thấy được một cháu này, còn một cháu nữa chưa tìm thấy. Còn tại Đại học Y Hà Nội, từ 0 giờ 30 phút đã có 7 nạn nhân trong vụ cháy được chuyển vào cấp cứu, trong đó một trường hợp tử vong ngoài viện, 4 trường hợp đã được ra viện. Đến trưa 13 tháng 9, tại đây còn 2 nạn nhân đang điều trị, trong đó có một trường hợp đa chấn thương rất nặng. Bệnh nhân này nhảy từ tầng 9 xuống tầng 6. Bệnh nhân đó vào viện với một cái tổn thương rất nặng, đa chấn thương, gồm có cả chấn thương ngực, chấn thương gãy cột sống, vỡ L1, vỡ xương trọng, gãy phức tạp ở cánh tay, cẳng tay bên phải, vết thương ở cẳng chân, cũng như là gãy một loạt các xương sườn ở vùng ngực. Thì sau khi hội chẩn các đa chuyên khoa thì chúng tôi đã ngay lập tức bố trí cái kíp phẫu thuật để xử trí kịp thời, mổ phẫu thuật cấp cứu cái chấn thương cuộc sống cho người bệnh. Ngay trong sáng nay, 13 tháng 9, Cục Quản lý Khám chữa bệnh vừa có công văn gửi các bệnh viện Bạch Mai, E, Đại học Y Hà Nội, Quân y 103, Bưu điện về tiếp nhận, cấp cứu, điều trị nạn nhân. Trong đó nhấn mạnh trước mắt tập trung cứu chữa, chưa thu các khoản phí, ổn định tâm lý cho người bị nạn, an tâm điều trị, tiếp đón giải thích giúp đỡ người nhà vượt qua khủng hoảng. Thời gian qua, trên nhiều địa bàn của cả nước đã có hàng loạt chung cư mini được xây dựng ồ ạt, phá vỡ quy hoạch đô thị. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự, an toàn giao thông trong các ngõ nhỏ, đặc biệt nghiêm trọng hơn, hỏa hoạn luôn thường trực khi mà điều kiện sinh hoạt cũng như công tác phòng cháy chữa cháy tại các căn hộ này nhiều năm qua vẫn luôn bị xem nhẹ. Hàng loạt các chung cư mini được xây dựng trong các ngõ ngách nhỏ khó đi lại. Điều đáng nói, vì diện tích nhỏ nên các chung cư mini này thường xây cao từ 7 đến 10 tầng. Và mỗi tầng lại được chia làm nhiều phòng nhỏ có diện tích từ 20 đến 50 mét vuông để bán và cho thuê. Mỗi chung cư mini này có khoảng từ 80 đến 150 người sinh sống. Người dân xung quanh rất e ngại bởi trong một con ngách nhỏ mà lại mọc lên chung cư mini dạng khủng, vượt tầng, kéo thêm nhiều cư dân về sinh sống, thì vấn đề về ùn tắc giao thông là chuyện không thể tránh khỏi. Đặc biệt, nếu không may xảy ra hỏa hoạn, xe chữa cháy rất khó có thể tiếp cận tại các vị trí này. Có rất là nhiều hộ gia đình tới ở và nó làm tăng cái lượng dân số ở vùng đấy, và nó làm đặc biệt là những cái giờ cao điểm thì ách tắc giao thông cục bộ và khiến cho những người di chuyển đi lại rất là mệt mỏi. Cứ mỗi một cái giờ đông người tràn ra đường thì kinh khủng luôn. Đường giao thông tắc nghẹt từ đầu đến đuôi, không ở lên được. Tôi một cái ngõ nhỏ thôi, rất là nhiều chung cư mini mọc lên, là cũng như là người dân về ở đông ấy, làm ách tắc tất cả cái đường phố ngõ nhà tôi, có một cây số thôi mà đi 30 phút không về đến nhà, làm rất là khó chịu. Theo các chuyên gia, nhu cầu nhà ở của người dân đô thị ngày càng lớn. Sự thiếu quyết liệt, buông lỏng trong công tác quản lý đã dẫn đến việc những chung cư mini sai phép vẫn không ngừng mọc lên như nấm sau mưa. Đặc biệt, việc cải tạo xây dựng không đúng quy chuẩn sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng khi xảy ra hỏa hoạn. Xây dựng các công trình mà có quy mô như vậy thì nó phải có điểm lùi và hạn chế tối đa. Nó có hai lối thoát hiểm, và đặc biệt ví dụ như là những cái căn hộ mà tiếp cận với cái lối là nó phải có những cái lồng thang để đi xuống. Nếu như tầng hầm mà nó có chỉ có một cái lối thoát mà nó liên quan đến cái lối thoát của người nữa thì cực kỳ nguy hiểm. Không những là về nhiệt, về khói, vụ cháy là nó bắt nguồn rất nhỏ, nhưng cái cách tiếp cận, cách thoát hiểm mà không có kịp thời thì gây hậu quả rất là nghiêm trọng. Phải ra soát lại quy hoạch
các cái chung cư mini mà đặt sâu ở trong những cái không gian mà không có hạ tầng thuận lợi, thì lúc đó chúng ta xem là vậy thì sai quy hoạch này là do ai gây ra. Nếu mà chủ đầu tư tự làm thì cũng xử phạt bằng cách là toàn bộ lợi nhuận từ cái chung cư mini đó nhà nước thu hết. Cũng theo các chuyên gia, sự phát triển nóng về chung cư mini tại các đô thị lớn trong vòng 10 năm trở lại đây, đặc biệt là các chung cư trong ngõ nhỏ được xây dựng theo kiểu tối ưu hóa diện tích mà xem nhẹ công năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn. Lỗi trường hợp này thuộc về chủ đầu tư các tòa chung cư, ý thức của người ở, thuê trọ trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy. Đặc biệt, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan cũng có một phần trách nhiệm nếu không may xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng tại các tòa nhà chung cư mini này.